Xin chào, tôi là Toàn, Toàn 360. Hôm nay Toàn sẽ quay review mẫu mặt vật bản mệnh cho anh em. Đây. Mẫu mặt vật bản mệnh có kích thước là khoảng tầm 4 x 6 cm, ngang 4 và dài là 6. Vật được chạm từ mặt xương, chạm hình lên. Rất là nổi luôn. Đây. Xung quanh là được bọc bạc rất là chắc chắn, bọc bạc đai sen. Đây là mặt vật tuổi, đây mặt vật thiên thủ thiên nhãn, độ mệnh cho tuổi Tý. Tiếp theo là mặt vật hư không tạng Bồ Tát. Phật hư không tạng Bồ Tát thì độ mệnh cho những người tuổi Sửu và tuổi Dần. Tiếp theo là đến mặt Văn Thù Bồ Tát, là độ mệnh cho những người tuổi Mão. Và đến tiếp theo đó là mặt Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là mình vẫn chưa nắp chốt vào. Anh em đặt hàng thì mình sẽ nắp chốt chắc chắn như là mẫu này đây, như mặt này cho anh em. Đây, mặt Phổ Hiền Bồ Tát thì độ mệnh cho tuổi Thìn và tuổi Tỵ, là vị Bồ Tát ngồi cưỡi voi. Đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vật độ mệnh cho tuổi ngọ đấy, là vật Đại Thế Chí Bồ Tát. Được ngài ngồi trên đài sen và cầm bông hoa. Đây. Tiếp theo chúng ta đến tuổi Mùi và tuổi Thân, là Phật Như Lai Đại Nhật. Đây. Hình chạm lên rất là nổi luôn và sắc nét. Tiếp theo nữa là đến tuổi Dậu. Tuổi Dậu thì do Phật Bất Động Minh Vương. Đây, khuôn mặt rất là dữ tợn. Và cuối cùng là Phật độ mệnh cho tuổi Tuất và tuổi Hợi, Phật A Di Đà. Nếu anh em là có nhu cầu quan tâm đến mẫu mặt vật bản mệnh theo tuổi thì có thể inbox qua cho mình qua số Zalo 0962 884 336. Vâng, nếu thấy video hay và hay thì nhớ ấn đăng ký kênh và thả tim cho mình nhé. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.